kiếm vô chỗ mát ngồi. Ghi, ngồi xuống đi, ghi, 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 ngồi xuống đi con, ngồi xuống đó. Ướt quần. Ướt quần hả? Thì đi biển mà không sợ ướt quần gì. Ngồi xuống bạn, ngồi xuống đào nè. Trời ơi, con này lớn nè. Nói nhẹ nhẹ thôi, để mình được tay. Con đào cát ở ngoài á. Đem đồ nghề rồi, thấy giữ hả? Uống nước cho con, sẽ nóng uống nước vô. Giữ, ừ ừ, được đó. Quá đẹp. Quá bự luôn. Con lớn luôn. Trời là phải tính tiền ăn đồ biển nè. Để nướng con xong ăn. Ồ. Wow. Ồ. Quà của biển.